Đây em nha, đây mới về chiếc 3202 này. Đừng tắt máy vội anh Toàn. Đừng tắt máy. Để xe đây làm gì? Yeah. 3202 này. Mới về xe này về. Con này về chủ yếu là phải thay dàn dàn áo, số xếp thì dàn khung xe này còn đẹp lắm. Đây của nó đây. Tầm số này nó ít dùng nên nó đang bị dính, nó chưa chạy, chưa nhả ra được. Máy móc con này thì còn ngon, không nhả ra được, kẹt do nó ít dùng quá. Máy móc nó đẹp nhá. Đạn lốp về phải thay mất mấy quả lốp này rồi. Mất một quả lốp bên kia. Cái này đồ đạc còn ngon ha. 357 này. Ai bảo cái tôi để đó. 357. Chiếc này mới về nhá, mình về phải thay dàn lốp, thay lốp với lại thay thay này lốp với này, thay cái dàn áo nó mục hết rồi. Thì sáng sơn thì còn đẹp. Đợi em làm xong thì em sẽ có giá lên. Trùng dây ô loa. Con này chạy êm nhỉ. Số cái này còn ngon, êm ru luôn. Không gờ. Nó không nhả thắng tay hay sao, còn đèn phanh chưa? Nó bữa cái đế mẹ, bán đế như này, đẹp. Cái tìm con này sẵn được cái gì. Tìm này cái gì. Hãy tìm đúng mang cái gì. Nghe xe mai gọi đây. Trời, nó chạy sướng quá ha. Đây của loa. Đèn thì sao? Đèn. Còn đèn thì sao? Đây của loa. Đây của loa. Củ lạp này nó đi. Đi củ lạp. Đi của củ lạp. Alo. Dạ đúng rồi anh. Con con anh hỏi con nào nhờ? 30 mã lực hả? Nhưng mà tùy theo loại nào anh hỏi, là dòng xe đời nào, dòng Isuzu hay là Shibura hay gì chứ. Dạ.